Sáng 14 tháng 5, đàn cá heo khoảng 20 con bất ngờ xuất hiện, nhảy múa trước mắt du khách ở vùng biển danh thắng Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Anh Văn Duy, hướng dẫn viên du lịch cho biết khoảng 9 giờ 20 sáng cùng ngày, khi anh đang đưa đoàn du khách tham quan danh thắng quốc gia Bãi Môn, Mũi Điện, thì phát hiện đàn cá heo này. Đàn cá heo bơi từ vùng biển phía Nam hướng ra phía Bắc. Theo anh Duy, nhiều du khách tỏ ra vô cùng thích thú khi chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp. Đàn cá heo nhảy múa khoảng 10 phút, sau đó tiếp tục bơi về phía Bắc. Ông Đào Quang Minh, chi cục trưởng chi cục thủy sản Phú Yên cho biết, cá heo thường đi theo đàn và thời gian gần đây xuất hiện ở vùng biển gần bờ các tỉnh Nam Trung Bộ. Trước đó, vào tháng 9 năm 2020, ở Phú Yên cũng xuất hiện đàn cá heo 200 con ở vùng biển xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.